Hello, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Hiện tại mình đang có mặt tại Tà Đùng nhé các bạn, nơi được mệnh danh là Vịnh Hạ Long thứ hai của Việt Nam nhé. Đây là Vịnh Hạ Long trên Tây Nguyên nhé các bạn. Thì hôm nay là ngày đi đường trường đầu tiên của mình. Thì mình đã chọn địa điểm đó là Tà Đùng để trải nghiệm cung đường cũng như là thử tập tay lái của mình trên khi học lái xe nhé. Và đây là video mình đăng ở trên nhật ký lái xe của mình nhé các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem Vịnh Hạ Long trên Tây Nguyên của mình nó có giống ở dưới Vịnh Hạ Long của Quảng Ninh không các bạn. Giờ đầu tiên khi mình vô khu Tà Đùng này, mình sẽ quay cho các bạn xem những cảnh xung quanh trước tiên rồi mới xuống dưới hồ nhé các bạn. Giờ mình sẽ chuyển video lại nhá. Các bạn thấy xem video hay thì nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like video ủng hộ mình nhá. Giờ mình sẽ quay ngược camera lại để quay cho các bạn xem toàn cảnh ở Tà Đùng nhá. Đây, đầu tiên khi ta lên Tà Đùng, chúng ta sẽ đi vô khu vực tham quan này nhé các bạn. Đây là khu vực tham quan đầu tiên của cổng khu du lịch sinh thái Tà Đùng nha các bạn. Lối đi vào trồng rất là nhiều hoa và đầy đủ màu sắc rất là đẹp. Đây có hẳn cả một cái trạm điện thoại telephone nhưng mà không có cái điện thoại nào ở trong. Đây là nơi sống ảo của các bạn trẻ này. Đây là khu vườn hoa. Ở đây có hẳn cả một hình trái tim nhé các bạn, để sống ảo. Đây, ở đây có cái bảng cấm này, rất là vui. Hái hoa bước qua đây, bước qua dây này, bắt được phạt 500k, tặng thêm một lon nước. Là thằng nào mà bắt được á, thằng đó ngắt hoa á, thì sẽ bị phạt 500k, nhưng mà lại được một lon nước. Chắc mình sẽ dụ nó mấy đứa bạn mình để hái hoa và mình sẽ lấy lon nước nhé các bạn. Đây, vườn hoa đây. Giờ mình sẽ bắt đầu đi vô trong khu hồ của Tà Đùng nhé các bạn. Đi qua vườn hoa này, không biết hoa gì nó khá đẹp. Đây, giờ chúng ta đã bắt đầu vô Tà Đùng nhé các bạn. Giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Đây là khu du lịch sinh thái nhé các bạn. Có cả nước thang thiên đường này. Đây, trước mặt các bạn đây là Tà Đùng nhé các bạn. Đây các bạn thấy thế nào? Có các hòn đảo nổi lên, cái đang hiện là mùa nắng nên nước rất là thấp. Nhìn hiện ra các hòn đảo nhìn không được đẹp bằng mùa mưa nhé các bạn. Khu hồ này khá rộng nhé các bạn. Đây. Đây là nơi homestay các bạn có thể ở lại qua đêm nhé các bạn. Đây là nước thang thiên đường hiện cắm leo trèo lên nhé các bạn. Giờ mình sẽ quay trên cao cho các bạn xem. Hiện tại gần là 1 giờ chiều rồi.
mà khu hồ vẫn rất là mây mù, các bạn nhìn rất là huyền ảo nha các bạn. Các bạn có thể đến đây bằng cách search trên Google ghi là Tà Đùng tại khu vực Đắk Nông nhé các bạn, ở Đắk Cờ Long nhé, thì sẽ được chỉ hướng dẫn. Google rất là nhiệt tình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Giờ mình kết thúc video tại đây nhé các bạn. Các bạn thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh cũng như like video ủng hộ mình nhé. Giờ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé.